Dạ, mình sẽ chào tất cả anh em nha. Tiếp tục hôm nay mình nhận được ý đơn này, anh em cùng bắt đầu kiểm tra với mình nhé. Hôm nay có 4 đơn thôi, anh em cùng bắt đầu kiểm tra xem có máy nào xử lý hay hay nhanh nhanh nhé. Đầu tiên mình sẽ bóc đơn hàng của bạn nào đây không rõ, là phone 7 Plus nhé, rồi có Viettel nhé, còn nguyên tem nhé, hình như bình thường nhé, chưa vết rách đâu nha. Ok, bạn này gửi cho mình không ghi thông tin gì cả. Nhân sự của máy này thì đã ở đây, giấy đây rồi, có thông tin này rồi. À, con này máy bảo hành nhá, audio bị trong tết rồi, hỗ trợ xử lý lại nhá. Ok, nhớ anh sửa lại con iPhone 7 bị lỗi audio, nó bị trong tết em gọi cho anh rồi, bữa anh bảo qua tết gọi lại cho anh. Ok, anh nhớ thay do màn hình cho em nha, vì lần trước anh không có thay nên màn hình nó bị ộp ộp. Ok, bảo hành lâu lâu lại có kèo bảo hành anh em nhé. Lỗi audio muôn thuở của 7 VP rồi, đây để mình làm bảo hành cho anh sau nhá. Đúng, lỗi audio tiếp anh em nhé. Ok, được, cái này còn nguyên tem mình sẽ bảo hành cho bạn đấy. Mình tạm để sang một bên nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ bóc đơn hàng tiếp theo của bạn Nguyễn Duy Hiệp, gửi cho mình từ Tuyên Quang nhé. Hàng bên Tuyên Quang nhé. Hộp nguyên vẹn nhé, hơi xấu tí thôi nhưng nguyên vẹn. Xem bạn Duy Hiệp gửi cho mình cái gì nha anh em nhé. Cái này kèm một cái đầu tua vít, không biết đầu ở đâu ra này. Đây chắc là bỏ sót đánh rơi vào hay sao ấy. À, con này con 6 hay sao. Nguồn gông. Nguồn giống ốc. Ốc ốc ốc. Và không kèm một thông tin gì cả, mỗi cái tên ở ngoài giấy thôi. Không để lại cho mình một cái thông tin gì cả. Mình sẽ kiểm tra sơ bộ xem nào, tình trạng ra làm sao nhé. Làm sạc không dùng gì có gọi gì, không thêm dòng sạc. Máy không ốc đít nhé. Chắc tháo sẵn rồi, bản này chắc tháo sẵn ra rồi. Ok, máy trông cũng hơi xấu nhá, 6S nhá. Pin EU mà bên trong có dấu hiệu ẩm ẩm cái gì đấy. Rồi, lát mình sẽ xử lý tiếp nhé. Mình sẽ đặt các sang một bên. Ok, tiếp theo thì đơn hàng này của bạn nào đây? Không rõ tên nha, anh em nhớ bên trong cho mình thông tin bên trong nha, gói hơi nhiều lớp nha. Ok, cứ bóc ra xem nào, lần này có những con máy gì đơn giản hay hay không. Mà đi mày thợ bảo hư IC6 rồi trả lại trạng à, trong tình trạng không lên nguồn, ban đầu có lên nguồn nhưng không ăn tít được. Nếu để mất nguồn nó mất đi mây nữa thì làm bệnh quá. Ban đầu mà đi mày thợ là mất nguồn trả lại, sao mà họ làm nó lên nguồn trả lại được tử tế chứ nhỉ. Được, những ca này sẽ kiểm tra xử lý sau, những ca đã qua tay thợ rồi phải kiểm tra kỹ nhá anh em nhé. Mới có cứu được không đây. Ok, bạn này không để là tên, chỉ để số điện thoại thôi, có gì mình alo mình báo sau nhá. Tiếp theo bóc đơn hàng cuối cùng là của bạn nào đây, không biết là của bạn nào, bạn này chắc làm cửa hay sao, bạn outdoor gì đây. Ok, nguyên tem nhá, nhầm con này không phải, quảng cáo thôi. Địa chỉ nhé, anh làm video có thể sửa cho mọi người cùng xem nhé. Em có con 6S quốc tế 16 GB bị mất vân, pin thì mới thay mà dùng được có 2 tiếng là cạn, để qua đêm hao 40% luôn, chắc là hao nguồn rồi. À, mà em bị iCloud ẩn, không biết anh có phá được không. Nắm bệnh như này bạn sửa làm gì nhỉ. Ô anh em, thì con này là mất vân, ăn nguồn 2 tiếng là cạn, pin mới thay, để qua đêm mất 40% pin. Rồi, để mình kiểm tra đấy, xin làm video à. Thôi thì tiện hôm nay cũng chả có mấy kèo hay, xem keo này xử lý được, xử lý cho bạn ấy, anh em xem luôn nhé. Xem ăn nguồn cỡ nào nhá, để tranh thủ mình xem con XR này bên trong như thế nào nhá, thợ sửa rồi mà mất nguồn. Tiện thể chờ cái máy kia khởi động lên test qua chức năng cơ bản xem như thế nào. Và đây là iCloud ẩn nữa cơ, vân vân này. Hiện tại thì thấy máy khá mát, cả dung bị chập chờn nhé, vẫn gạt được các bạn này, gạt dung bị liệt đó, nên đây mình gạt phát một này hơi chậm chần chút thôi. Rồi, kiểm tra lại có khi không cần thay đâu, vệ sinh lại được sẽ được. Tranh thủ mình sẽ mở nó có XR ra đã, xem tình trạng bên trong làm sao. Bên này, ồ, kinh quá anh em ơi, ca này khả năng căng đấy, lấy lồng u đục ra rồi.
Cái này thì để xem nào, xem thợ sẽ làm những cái gì. Nó đi bay mà đục cả lồng CPU làm gì không biết. Em nhìn này, lồng này, cái nhẹ ra ngay, đấy. CPU đóng rồi anh em, thôi, cái này khả năng bỏ nhá, CPU đóng kênh cả chân lên cơ. CPU cạm bay hết một hàng bên trái luôn nhá. Chờ phía bên trái đi sạch này. Được không? Bên trái đi sạch luôn nhá. Ôi, cái này có khi là khả năng bỏ thật anh em ạ, thợ đóng cả cặp rồi. Đến các thứ bay sạch này, lệnh là kết lạc hết linh kiện này. Bên này có vẻ nát rồi anh em ạ. Sao mất sóng lại đóng CPU làm gì này? Thường thì mất sóng ít khi do CPU lắm anh em nhé. Mất đi mây. Cái này thì mình sẽ kiểm tra kỹ để báo lại bạn đấy, chứ như này thì làm gì đấy anh em. Đóng cặp chẳng mây có bền đâu. Em mất sạch bay một đàn đấy luôn, bỏ luôn. Đục u ra đóng, vẹo cả một bên. Ok, rồi sẽ báo lại bạn đấy nhé. Như này thì không ổn cho lắm. Tỷ lệ cứu ca này cực thấp và độ bền cực thấp nhé. Ok anh em, tạm gác sang một bên. Mình sẽ xử lý cây 6S ăn nguồn này nhé. Xem ăn cỡ nào, bỏ 2 tiếng là hết pin à. Bên trong tương đối sạch sẽ, mỗi cái màn hơi xấu xấu. Nút home thì nút home low đã thay, vân vân nhé. Home tàu nhé anh em nhé. Quên tháo cái này em hơi khó nhìn tí. Home low nhé, đây. Để biết là home low này, đã. Máy thì cũng khá sạch sẽ nhé. Con này theo mình dự đoán thì ăn nguồn rồi đúng không? Pin nào pin mới nhưng thực ra trông hơi xấu nhá. Pin của đội nào Ecom hay cùng gì này. Ok, anh em nhìn kẹp nguồn thử nhá. Anh em nhìn dòng kẹp nguồn này, bấm này. Bấm cái lên 0.2 nhá. Ok, men nguồn cực cao nhá. Rồi, mình sẽ tiến xử lý nhá. Con này theo kinh nghiệm dự đoán thì thông thường đang ăn nguồn do đường chạm áp vân tay. Mình sẽ thể ngắt đi những đường áp của vân tay vì máy đã mất vân rồi. Em sẽ thể ngắt áp vân tay đi, đảm bảo sẽ không ăn nguồn nữa. À, còn hai ba lỗi cơ, ngắt hết vân tay ra vẫn ăn nguồn nha, ngắt hết màn nha. Nhiều lỗi là khi ngắt màn là hết nha, nhưng con này có thể ăn nguồn USB có mỗi cái phần dưới không này. Bấm một phát vẫn lên 0.2 rồi. Cái này sẽ nhấc ra dùng cam nhiệt kiểm tra khả năng lại USB tiếp rồi. Nếu home low thì có thể ăn nguồn cho vân tay, nhưng mà nhấc home nhá, hết ăn nguồn thì là còn liên quan đến khác. Bây giờ mình sẽ tháo ra, chúng ta xem ăn nguồn mặt sau mặt trước. Cái ăn nguồn như này thì cam nhiệt dò được. Con này giống ăn nguồn USB. USB thì chắc muôn thuở rồi, chắc mình không làm đâu. Mình chỉ bắt bệnh rồi mình kết thúc video thôi, dành thời gian để làm việc khác. Anh em xem nhiều cái clip đã làm rồi nó không có ý nghĩa gì cả. Xem cái nào chưa làm thì mới hay, chứ còn xem cái đã xem rồi, làm rồi thì không có gì phức tạp cả. Có thể mình chỉ bắt bệnh, ngắt nó ra để cách ly ra hết bệnh là ok thôi. Ok, bên những cái sạch sẽ đẹp đẽ nhé. Mình đoán thì vẫn là USB đầu tiên. Sẽ cắt nhẹ cái lồng này ra, bóc nó ra xem. Sau đó sử dụng cam nhiệt nhẹ nhàng là đoán được ra thôi. Nếu đúng USB thì mình sẽ ngừng video này, làm máy khác, sửa máy khác nhé. Vì loại này đơn giản quá rồi. Ok anh em cùng xem nha. Kích nguồn xong mình xem thử USB nha. Đúng USB anh em nha. Nóng đến 40 độ cơ. Vị trí chưa? Em nhìn thấy vị trí nó. Ok, con này ăn nguồn USB thôi, nhấc USB hết nguồn thôi. Rồi mình sẽ nhấc nhanh cho em xem thôi, còn đóng liếc thì thôi, đóng sau đi. Chẳng có gì phức tạp cả đâu, những ca này thì đơn giản quá rồi. Cắt tí góc lồng này ra là sẽ đục được. Anh em nào khéo tay thì có thể không cần cắt lồng đâu, đục khéo hút khéo cho đến kính nhìn khéo vẫn sẽ đục bình thường. Cái bệnh nó chỉ là lỗi con USB này thôi, cắt một tí lồng đi là đẹp thôi. Đó, phẳng phiu này được, mình chỉ cần nhắc con IC ra cho nó hết ăn nguồn cho anh em xem thôi nhé. Còn cương đoạn đóng được thì nó đơn giản quá rồi, chủ yếu là mình sẽ chuyên về bắt bệnh trước còn khắc phục sau. Là pha nó đơn giản, những con này thay đơn giản không có gì cả, nhấc ra hết ăn nguồn là ok. Ok, lấy ra con bê đây nha. Con này thì chết rồi, có thể bỏ đi được rồi. Nhấc ra em kẹp nguồn lại, hết ăn nguồn là được thôi. Nhưng mà con này sẽ phải thay nhé, bắt buộc phải thay, nếu không thì không sạc không vào. Rồi, kẹp nguồn lại cái bên ngay. Ăn sẽ ăn xuống dưới 0,1. Anh em nhìn nhá, kích này. Đấy, ăn 0,0067. Thấy không? Thấp chưa? Đấy, không như này bấm phát lên 0.2 không nha. Đấy, đây là khởi động hẳn rồi nha. Ok nha. Còn 6S này thì lỗi USB thôi. Bệnh muôn thuở rồi. Rồi, clip này thì mình sẽ tiếp tục làm nốt con iPhone 6 này, kiểm tra xem có cứu được không nhé. Mất nguồn nha. Có thông tin là của bạn Nguyễn Diệp nha. Đây cũng 6S nhé. Xem mất nguồn trạng thái như thế nào.
Rồi nha anh em nha. Sao em bảo mang sửa hỏi đắt nên không sửa, giờ em gửi về trường không? Gì vậy? Em cũng không rõ ạ. Lúc em xin họ bảo báo chậm nguồn thôi, chả biết thợ em xem như nào. Cái nước đấy chỉ nước hồi tay thôi. Ok. Em thấy bảo chạm gì vậy? Em cắm sạc không thấy gì. Ok, rồi để mình kiểm tra nhá. Thấy lồng này cũng tiền sử chắc chắn là làm gì đó rồi mới bay cái lồng đấy. Tiền sử là sửa sóng, thấy liên quan đến sóng nhá. Ừ, chậm nguồn nặng thật. Kẻ phát đồng hồ răng kịch kim luôn nhá. Không biết sửa gì chưa. Nếu zin như này thì lại dễ sửa quá anh em ạ. Này, kẻ phát cao nha. Đó. Kẻ phát thôi lên cao thế mình ngắt ra luôn. Rồi anh sẽ kiểm tra cái main nha. Xem tình trạng chập như thế nào. Main còn đẹp hay không. Main có rượu hơi cong nhá. À đây lắp ẩu luôn là cáp cam ở bên dưới này. Cáp cam ở dưới main luôn nhá. Chắc lắp vào trả về nhiều khi ốc ấy xiết lung tung beng này. Nói kệ, nói chung là dù có trả về phải trả đàng hoàng chứ đừng có trả như này hỏng hết đồ người ta chứ nhá. Lắp thì lắp, không lắp thì thôi, lắp kiểu này cũng chết giờ, cong hết main. Nó còn xiết khá nặng tay luôn nhá. Đây này, đến cái này nằm dưới nhá. Đến hơi thua với ông thợ thôi. Đấy, cáp cam nằm dưới. Không biết main còn cứu được không đây. Đây thì cũng đã mở ra rồi. Lồng CPU thì thấy hàn lệch lên một tí nhá, hở khe này to hơn khe trên nhá. Rồi, cái này thì mình sẽ sử dụng cam nhiệt tìm xem có ra nguyên nhân luôn không nhá. Hy vọng tìm phát ăn ngay. Xem nào, xem nóng ở đâu. Thấy kẹp phát dương cao như thế thì em kẹp áp thấp thấp thôi. Nó thế vẫn sẽ nóng khu vực dưới. Qua vẫn nóng quanh quanh khu vực sạc nhá. Kiểm tra thấy nóng ở khu vực dưới nha anh em nhá. Đấy, nóng khu vực dưới này nhá. Anh quay vẫn cảm thấy nóng quanh khu vực của con chuông nhá. Đấy, cảm phát nóng điểm này nhá. Đấy, anh em thấy không? Nóng khu vực đấy, chạm chuông. Ở trên mặt trên này nhá. Chuông thì có đi qua trong cái lồng này một chút nhá. Đấy, anh em xem khu vực đấy. Đây, hiện tại thì thấy nóng góc của con này. Liên quan đường này thì liên quanh khu vực này thôi. Đấy, liên quan cả phần bên này nữa cơ. Đấy nha, anh em nhá. Chung là quanh quanh khu vực này đang nóng, sẽ kiểm tra kỹ hơn xung quanh chuông này, đo thêm này chập không này, thì nó hay chập mấy con này này, hôm trước chập ở đây này, nhìn thấy nóng ở mặt bên hơn, vẫn chỉ quanh quanh này thôi. Rồi nhìn thấy kỹ lại nha, kỹ lại một lần nữa này, xem chạm con nào nha. Anh em thấy không? Nếu mình cắm tần số nhanh nó khác nhau không? Thấy không? Thấy con nào nóng chưa? Đây. Xem mình nha, con này nóng. Sơ đồ C3743. Lần trước chạm con này, lần này chạm con này. Rồi, sẽ thế này nhấc con C3743 ra nhá. Và thay nó khác nhá. Lần này thì nên thay, không bỏ được đâu nhá. Bỏ sẽ bị dè dè loa đấy. Trước vừa làm cho bạn chí kiên cũng vậy. Rồi, mình sẽ thay con đấy nhá. Cái này thì cũng nhanh thôi. Cho lên kính cho em nhìn nó dễ nhá. Đây nha anh em, nhìn trên kính này. Thì đang là chập con này. Mình thấy vừa nãy chập con này nhá, C này nhá. Cần thiết anh em sẽ đo lại một phát cho nó chắc cú. Đo nhá. Một đường mát, hai đầu đường mát này. Bốn con này đều như vậy nhá. Cam nhiệt chỉ đi ra nha con này nhá. Đấy, hai đầu chạm mát nhá. Ok, anh em sẽ nhắc con đấy ra trước. Nếu ra ok thì anh em đóng con mới. Ra đo hết chập là ok, đóng con mới. Đây nhá. Nếu ra đo lại có gì cho chắc nhá. Em sẽ phải đo lại mấy con tụ này chạm vào. Để chạm ngay lập tức nha anh em nhé. Một đầu mát này. Đầu còn lại 3.8 này. Hai đầu con tụ này anh em đo lại nhé. Chập thẳng đồng hồ chưa. Ok, như vậy chập con tụ về tụ bót của loa âm công suất loa nhé. Chuông, nó là chuông. Cho nó chập rồi bỏ đi nhé. Ok, nhưng phải tìm mạnh tay chút. Rồi, mình sẽ thay con khác thôi. Không có gì cả. Con này không hề phức tạp. Cũng một bệnh chạm trôi như chạm con khác trong bốn con này nha anh em nhé. Nha, mình sẽ thay một cái khác nhé. Ok nha. Con tụ nhìn hơi khác khác tí nhưng mình vẫn bốc ở vị trí đấy mình khác sang đấy. Em sẽ thay kèm ngồi lại nha. Hết chập nha. Cái nguồn này. Nguồn đẹp nha. Ok, lên nguồn. Lắp vào test cho mình là ok thôi.
lên nguồn luôn anh em ạ, không cần sạc đã lên được nguồn rồi. Ok, như vậy là mình đã xử lý xong con máy của bạn Nguyễn Duy Hiệp nha. Máy bị chạm áp của chuông, cấp cho chuông. Chạm đường PP Speed Vbot dẫn đến mất nguồn. Xử lý chỉ có thay thế một con tụ thôi là ok thôi. Hôm nay thì mình xử lý được hai cây đơn giản không có phức tạp, một cây bị lỗi USB và một cây bị mất nguồn do chạm chuông nha. Ok anh em, mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Anh em mà thấy hay gửi like share cho mình để mình có động lực tiếp tục làm video. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi ủng hộ mình. Hẹn lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé.